Đây là mark của Gunny. Egypt Panther và cái quân gì đấy nữa. Phô, vâng, theo khán giả bảo vệ là phô. Egypt Panther phô. Hai cung tuyển, hai chén tuyển dành cho Hà Nội. Nhưng đây có bác C. Tôm cầm phô. Việt cầm AC. Điều với Long Babylon. Như vậy bên này cũng có ba quân tuyển rồi. Mark C sẽ là một quân mà có tính vâng gây đổi biến cao trong trận đấu này. Mark với đồng ý tốt thì Thái Bình sẽ giành lợi thế rất cao. Nhưng điều ngược lại chúng ta biết rồi đấy. Vâng, Pơ và Ban thì rất kỵ Mark C. Mark C mà chỉ cần gõ cho mỗi nhà, mình thả cho mỗi nhà một Hao Ni mà thôi thì mọi chuyện được quyết định. Quay lại với cái thủ Gunny. Đây là Việt đây. Chúng ta xem bài ai. Đấy cái tôm đi. Bài Gunny rất giỏi rồi. Ý quay lại xem Gunny dâng lửa sau. Đây là bài phô của tôm. Bày một vòi nữa. Hơi hai vòi. Ui giờ bốn vòi. Vâng, tôm có bốn vòi. Thôi anh ơi, lại chơi theo bảo hiểm rồi. Vâng, xem thì theo bảo hiểm như này rất đau tim. Một bên cái tiêu gần đây thì rất là buồn. Thời gian đi lực lượng của tôi không còn quá nhiều nên là rất khó để có thể quay cùng với cả các bạn ở trong kiểu đấu, hết sức thông cảm. Ừ, nhưng mà Gen TV thì vẫn còn rất nhiều những người vận động viên mới, như là những người vận động viên rất hot, ví dụ như là Kitty, Kami hay là anh G Hot chẳng hạn. Đội ngũ vận động viên của Gen TV là rất nhiều, luôn luôn có thể phục vụ các bạn ở trong những kèo đầu. Đúng nghe. Vâng, một con voi đã vừa hút chết thằng dân của tôm, không sao. Con voi thứ ba về với bảng. Vâng, con thứ tư sẽ về đây luôn. Sau đó thì anh sẽ cách dân ra và ăn về hiệu kia. Đừng nói với tôi là cạnh bầy hiệu này có đôi voi. Vâng, bầy hiệu này có đôi voi nữa. Tươi luôn. Vâng, rất hay. Đây sẽ là vị trí đóng ép, tôi đóng ép được hết. Vâng, tôm sẽ là cái đánh chém cho tiểu bạch long đánh cung. Mặc dù bài này thì đánh cung cũng rất đẹp, chúng ta có thể thấy. Thôi anh nhường cho tiểu bạch long. Tiểu bạch long thì mắt mở tay chậm rồi, đánh cung thì anh ấy đỡ phải cua tay nhiều, đỡ mệt. Bài 2, 3 dân trừ 1 của em thủ tôm. 4 voi, 1 hiêu 5. 3 quả phụ đầu, mỗi quả đầu là 7 cây. Với 4 thân gian gỗ này thì có vẻ như là hơi thiếu một tí. DOA chưa đóng, DOA đây. À vâng, 5 dân làm gỗ rồi. Chính xác là đã 5 dân làm gỗ từ đầu rồi cơ. Thế nên là gỗ thoải mái đi. Cô này của tôi mình đánh cung rất đẹp. Chúc con là tôi mình chém đi đánh cung. Mày thì anh nói em phải nghe thôi. Không có chuyện của chúng khác. Đây là BL. Lên hít tinh linh đi. Khi đấy là nó nhân dưỡng của dân kia rồi. Sai đó đủ. Ít mai na là mẹ. Tôi sẽ không cộng dân để cái lực đó để xong rồi giò cũng như là nâng công giáp cho giò nó khỏe. Tách dân đi ăn hiệu luôn. Dân này xong anh tách ra ăn mỗi vàng. Rồi. Xin giò đi tôm. Rồi. Nâng công giáp. Đây là 5 con hiệu. Thôi đi bắt lần này một ngày rồi.
Vâng, gặp ai? Anh sẽ gặp ai đây? Những chiếc ruộng hình quả thì bên kia có fan của tôm, cho nên là tôm đang phải mo ruộng nhà mình lại, đóng cái ruộng hình cánh hoa một cái nữa và sau đó chốt cái e. Màu 6, vâng, màu 6 là tuyển thủ Tuti. 8 luôn. 8 này là gì? Là phô. Phô của Mỹ Đình. Thì màu 6 là gì? Màu 6 là... Tôi là gì mà? Hình như là tôi. Hình như là Persian. Ở đây là Pan, vâng, màu 6 là Pan. Ban của game thủ Tu Ti lên đời sau game thủ Tôm. Như vậy một bài Ban không được khỏe, bị chọc xuyên, ăn được một dân của Ban, đóng phủ ngay. Đối đầu với Ban là cũng phải chơi nhà phủ. Và cung tê của Mỹ Đình đẩy đi như là có biến ở nhà Mỹ Đình. À, cung tê của anh Dũng Con. Vâng, chúng ta cùng xem một bài dân Nga. Vâng, nó nhỏ thôi, Dũng Con dân Nga 27/40 100 số ở đấy. Anh nhớ map rồi sao? Rất nhiều khả năng như vậy. Hay là một bài mà anh muốn dâng lên để bắn ba bắn pơ. Có khả năng là cao như vậy, bởi vì có pơ thì nên là dâng lên bắn thì hay hiệu quả hơn. Còn lại cứ để cho VPM cũng như là để cho Gunny chăm nhà. Bây giờ thì xem Gunny đâm đi như thế nào. Đây là Gunny. Vâng, 2 nhà chém 1 nhà y. Màu 7 của game thủ Van Lớp nằm ở góc 6 giờ. Vâng, Persian ở Van Lớp. Man C vừa bị mất và màu đen. Đây là nhà của game thủ Hoàng Ba Nhi. Egypt. Vâng, cùng giờ ekip đã bắt đầu đã đẩy đi để bắn dân của Macedonia. Vẫn hở thì hỏa, không được. Vâng, mà mình chơi ngay cái nhà cứng. Quá khó chơi, quá khó chịu luôn. Mình vẫn đang cố chém vào đây. Con đi chạy ra đến đây đã bị mất nửa máu, hơi nhọn. Chúng ta cùng quay lại với Tôm. Đây là Tôm, 27/32. Theo như Dũng Con nói thì Dũng Con đã bắn chết được bãi vàng của quân thủ Hoa Đúng Bình. Đến cái bài dân A của quân thủ Tuyển Long đi. Đây. Vâng, anh cua đồng vòng và bắn được nhà của Egypt. Hình như là Egypt của đầu quân bại cũng là nhà dân A thì phải. Có cái ruộng của đầu quân bại ở giữa bản đồ. Vâng, vâng. Vâng, một đạo ruộng của game thủ đầu quân bại được bảo kê bởi hai lạc đà của Bamiran. Việt đâu rồi? Vâng, đây AC của Việt 38/64. Anh đi bắn cả voi. Một cái hốc đẹp của đối thủ Việt VM. Persian đi vào bây giờ có thể đẩy cung ra. Cung giờ của AC là chưa có giáp. Vâng, lùi về. Lùi về thôi. Persian thì không bao giờ dám lao vào trong những cái turn mà AC đã tụ đông như thế này. Vào đây. Đấy rồi, một pha mà game thủ Egypt đã tụ được khá đông cung và một quyết định ốp vào cái hốc này của game thủ VM. Phối hợp với lạc đà ba Persian. Ừ, dậy chứ.
để em đến quán trước nhé. Thì em đến quán luôn nhé. Ở một pha thủ nhà khá dẻo dai. Chỉ có mỗi mình trên thủ kiểu BM là người chấp nhà bên tuyển Thái Bình thôi. Anh không được quyền để mất nhà. Nếu để mất nhà trong tuần này rất khó cho các thủ bên Thái Bình. Không, như này thì một mình lạc đà của game thủ Van Lê Cua dám công vào. Anh sẽ phải đợi thêm game thủ Hoàng Hoa Nhi thì có thể công vào được đây. Việt vẫn đang vẫn đang lòng vòng ở ngoài này, câu giờ có thể nở ra những tấn công tiếp theo. Tấn công nở ra sẽ giúp cho Việt được thủ được nhà. Trong khi Hoàng Hoa Nhi là người đi dâng lờ ở dâng A, anh không thể có nhiều lực bằng Việt được. Việt là một bài chắc chắc nhà. Và tách đôi đạo cung của mình và Việt chạy được một nửa. Số còn lại thì đã bị game thủ Van Lớp bắt bằng cả Persia. Đang hết sức giằng cò chiếc VA của game thủ Việt VM. Đem BN rồi. Đây sẽ là một pha bung 2 BN. Không, không phải là pha bung 2 BN, là một pha luôn. Gunny đâu? Đây. 7/28, anh đang ăn hết dân của game thủ màu 8. Còn màu 8 còn kích ruộng trong này. Tiểu Bạch Long tham 30/52. Anh đang bị dân pơ cầm xương đập. Việt đây. Vâng, Việt đã thủ được nhà rồi. Tam La bắt đầu đang để lại. Đóng VC chưa? Đang chưa có. Phải là anh vâng, là đang xong những nhà cung của mình, bắt đầu đem đi lòng vòng, đang làm gì đây? Chúng ta cùng đợi xem. Tuy nhiên là muốn vào bắt quân của mùng 5 thì phải. Vâng, vừa kích trận cũ 2. Tôm đâu? Đây là tôm. Vâng, 42. Polisian đánh lạc đà. Vâng, tham 43/56. Đúng con ơi, thương thằng nhỏ. Cứ bắn nó vào cho em thôi. Anh không quá nó vào. Đi làm bậc nhảm chuột. Đáng kẻ các. 43/60, chúng ta có thể thấy quá phụ cho tôm. Việt thì sao? 52/80. Anh đang đẩy cái đi để muốn bắt cái đạo quân công nhà của ông thủ Hoàng Hoa Nhi. Sẽ là một pha nâng giáp 4. Bên kia có pan, có bơ, thì phải nâng cái giáp 4 lên. Kích giáp 4, đủ. Việt phải đang tụ được rất nhiều cung. Thế nào có thể thấy, à đây rồi, vâng, một thằng dân của Van Lớp. Đừng có chạy. Ông thằng dân của Van Lớp đã chết chưa? Chết rồi. Tiểu Bạch Long đâu? Ô vâng, 41/52. Vâng, Tiểu Bạch Long giữ tham dâng A cực hay. Nhà của game thủ màu 6 Tu Ti đã nát bét cả rồi. Bây giờ thì 18 Mỹ Đình đang mang cung lên. Vâng, mất 5 đơn vị quân. Đây là cung giờ của AC Việt BM đang đẩy sang. Một pha hành quân sang góc 9 giờ và sẽ ốp tấp tay vào nhà của thủ Việt BM, của game thủ Mỹ Đình. Mỹ Đình sẽ chuẩn bị ăn một đống hành mồm. Nếu như mà chúng con mà lên được cái bánh chặt gỗ 2 nữa thì thôi, tươi quá.
Vâng, Tuti lại chạy về. Mà Tuti lại bị ăn bắn. Bắn đi vào, không được. Tuti về hè rất nhanh. Tôi bỏ chỗ đấy không sao, mất vài đội của quân. Chúng ta sẽ tu lại sau. Tu lại tiếp, không vấn đề. Bây giờ thì sao cái này của chúng ta đang ở đâu? Ôi trời, chết rồi. Vâng, ai bị làm sao này? Hình như là vừa có một pha mà hấp diêm tập thể vào nhà của tôm thì phải. Tham anh thì nó 17 thôi. Trong pha ở đây rồi, đúng rồi. Nạn vâng, thủ phạm chính là game thủ Hoàng Mai Nhi. Với cái lượng cung giờ công của nhà Việt lúc nãy, anh lật cánh đánh đầu. Phô của game thủ Mỹ Đình đang rất chơi cung. Chúng ta có thể thấy đây là một đạo lạc đà của tôm. Tôm đang giữ được một đạo lạc đà. Chơi đi. Vâng, chơi luôn. Bây giờ thì Gunny đang ở đâu? Gunny tham chín. Vẫn có cái đạo dân năng lượng ruộng này ấm. Thôi chưa rồi mà bị mất rồi. Và mọi người phát hiện ra. Đây là Việt 73 trên 76. Acidian của ứng thủ Việt VM đang có thể chống lại sức mạnh châu gỗ của ứng thủ Croatia. Cô thì vẫn có bài đánh châu cung cực kỳ lợi hại. Phô đối đầu với AC thì chỉ có bài châu cung thôi, chả có cái bài gì. Hỗn mã thì lúc này không thể chuyển nữa rồi. Có lẽ thì vào game thủ Mỹ Đình sẽ chơi cái bài châu cung để chống lại sức mạnh cung tuyển AC. Đấy rồi, một pha vào 3-2. Game thủ Hoàng Mai Nhi lại cơ hội rồi. Mỹ Đình vẫn đang rất đông, các bạn có thể thấy lượng cung giờ phô chảy ra là liên tiếp. Có lẽ là khoảng tầm 7-8 nhà VA là ít lúc này rồi. Bersian ván lớp lúc này cũng đã chui vào trong góc của nhà Mỹ Đình để có thể sống và phát triển trong đó. Tham lai sau pha này thì bị kè luôn, một cá luôn. Còn không có rừng. Một bài không có rừng của Acidian và anh phải chạy ra ngoài. Thực ra thì anh đã ăn hết cánh rừng nhà mình rồi chứ không phải là không có rừng. Đây là dân màu 8. Thấy cục phô là đầu máu. Cũng như là lượng gỗ nhiều hơn. Có lẽ khung giờ phô bây giờ đã có đầu máu rồi. Chúng ta cũng chờ để xem. Để khi mà game thủ VBM soi tham lai. Và mà nhìn con pha 7E chặn đường VBM để cho game thủ Mỹ Đình bắn. Hắc cầm, chúng ta có thể thấy Mỹ Đình đang đẩy hai tân cung của mình lên, đè lại cái lượng cung của game thủ VBM. Đứng lên dốc rồi. Dốc chờ Mỹ Đình lao lên và úp rồi. Mỹ Đình rất khôn khéo ở vòng kia. Chán đời cười. Cái gì đây? Còn Van Lớp có cái bài gì đây? Đây là Tôm. Tôm lại phải chạy dần trước lạc đà 32. Tiểu Bạch Long. Anh không ra được. Tham lai vẫn đang để. Khá ảo, game thủ đội mình. 5 của game thủ Macedonia. Cái gì? Mày vừa vừa hết cho quay lại Việt thôi. 91 trên 98. Phá lọt vào nhà của game thủ Gunny. À không, của game thủ Văn Lớp chứ. Văn Lớp và game thủ Hoàng Mai Nhi đang lọt vào nhà của game thủ Việt VM. Và lạc đà thôi, không nhiều. Nó chỉ làm cho Việt mất tay chứ không thể làm cho Việt yếu ý được.
Và 103 thì 112. Tham lai mới định ngoài có khoảng tầm 1.5 rồi. Rồi tham này. Sau pha vừa rồi thì cũng gửi đến mời. À không, tham lai có sức đèn lại cơ. Thế nhưng là cô đang dừng để lên 4 thì khoảng. Khả năng là Indonesia dừng sĩ quân để lên 4. Rất nhiều khả năng là như vậy. Và một bài phô châu ruộng lên 4 và đánh coi tên thì cũng rất là đau đầu. Rất đau đầu luôn. Thế nhìn là coi thì đánh lên 4 rồi thì khỏi. Đây, vâng, đẩy con cung giờ đi. Đi đẩy lỡ con cung rồi. Đẩy ba này chỉ là đẩy đi để cho rảnh tay lên 4 để sóc quân về 4 thôi, chứ không phải là một pha có ý định úp nhà của ông thủ về của ông thủ về thứ mười à của ông thủ Mỹ Đình. Đây là hơn 2 cái cung của anh thủ Việt đúng không ạ? Anh đang dồn tất tay luôn. Đang dồn liên tiếp hai đạo cung. Đây rồi, đây là dân của Hoàng Nhi. Chúng ta có thể nhìn thấy một lượng đàn pan là cực kỳ đông. Quá phụ cho bọn Hoàn Mu. Ôi khó rồi. Ba này là pha bánh mì kẹp thịt của em thủ Việt Nam và em đối thủ Mỹ Đình và em thủ Tú Ti. Hai anh đang chơi thì hai cánh vào, có lạc đà đảo, quá khó chịu. Tỷ số sẽ là 2-1 cho Hà Nội chẳng. Vâng, 2-1 cho Hà Nội thôi. Và chúng ta cùng chờ đợi đến trận chung kết đầu tiên của đội tuyển Trung Kiên Thái Bình. Trận này đánh đến tận 48 phút trong game, hơi lâu.